Xin chào quý vị các bạn, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu bộ nguồn không dây cao cấp mã nguồn PCFT700. Bộ nguồn này được thiết kế rất là chắc chắn bằng kim loại với tất cả những thiết bị của máy theo như sau. Thứ nhất đây là bộ nguồn, thứ hai là bộ sạc đổi điện từ điện 220 xuống điện 16,8V với cường độ dòng điện là 800 mA. Đó, thiết kế của máy nhập khẩu của Trung Quốc. Đây là thiết bị anten. Anten này nó dùng để phát sóng từ cái chân đạp không dây này. Cảm ơn đây. Bộ đạp không dây này thì trước hết tôi giới thiệu cái bàn đạp không dây, lắp pin được sử dụng một quả pin ở trong này. Các bạn có thể nhìn thấy đây, pin đây. Bạn có thể tháo ra thay pin khi hết điện, nếu không thì không dùng thôi. Lắp vào bộ nguồn, chúng ta phải cắm điện 220. Khi cắm thì đèn sẽ báo có màu xanh, tức là nguồn đang có. Mình cắm vào đây đèn sẽ màu đỏ. Khi mà bạn cắm đèn điện màu đỏ thì bộ nguồn này sẽ sử dụng điện đó và nó sẽ lạp cho bộ pin lithium ở trong này. Nó gồm một pin lithium là 13.000 mAh. Bạn bật lên thì đèn sẽ trên này sẽ báo hiển thị là dòng điện là bao nhiêu vôn, thì bạn điều chỉnh từ 0 đến 16V, từ 1,1 đến 16V, 13,8V, bạn có thể nhìn thấy 13,8V. Chúng tôi giờ tôi sẽ thử sử dụng bộ nguồn này cho bạn xem. Là dây móc, bộ nguồn có hai lỗ cắm, mở lỗ cắm dây móc để cắm vào đây. Tôi sẽ dùng test thử một loại máy thông thường, máy xăng thông thường, lắp dây móc. Khi lắp dây móc vào thì các bạn thấy rằng là dây móc đầy đủ, nguồn máy đầy đủ. Và nguyên tắc hoạt động cái này, khi bạn bấm vào đây, dẫn vào đây một cái thì phát tín hiệu ra từ cái bộ phát radio này. Khi mà có tín hiệu thì bộ này sẽ thu lại và đóng công tắc điện và máy sẽ chạy. Tôi có thể làm thử cho các bạn xem. Tôi sẽ để dòng điện, nguồn điện là khoảng độ 5V. Tôi có thể bấm thử các bạn nhìn, bấm thử cho các bạn xem. Đây là để cắm lại xem điện quá cao thì máy chưa rất là to. Tôi chỉnh nguồn điện xuống khoảng 4,2V, máy đã chạy được rồi. Tôi sẽ bấm cái tắt, bấm chạy tắt. Tôi để khoảng cách rất là xa, các bạn có thể xem máy vẫn hoạt động bình thường. Tôi sẽ bấm như vậy xem bộ nguồn này có thể hoạt động xa được trong vòng bán kính là 5m. Khi nào bạn không muốn dùng, bật bấm giật một cái sẽ tắt, giật một cái sẽ chạy, giật một cái sẽ tắt, giật một cái sẽ chạy. Các bạn thấy bên cạnh đó, nếu như các bạn mà không quen sử dụng máy cái công tắc, bạn cái bàn đạp không dây này, bạn không thích cái chế độ mà đóng ngắt tự động này, chế độ này thì rất là nhàn cho những người mà vào thợ xăm, chúng là giật một cái là có thể cả chạy tự động và tắt, không mất công và giật lâu mà không sợ rằng là công tắc mo ve hay chập tròn sẽ không ổn định. Đấy. Khi mà bạn không muốn dùng thì bạn có thể là dùng thêm một chân đạp. Đấy, tôi có thể lắp một chân đạp cho bạn xem. Bạn có thể dùng những chân đạp thông thường. Đấy, dùng những chân đạp thông thường. Cắm vào. Nguồn điện. Bạn có thể thấy đây. Nhìn đây. Thấy đây. Hoạt động như bình thường. Các bạn có thể ghép kết hợp hai cái, thế nào cũng được. Đó. Bây giờ tôi sẽ cho bạn thấy một cái tính năng của bộ nguồn này là ưu việt hơn tất cả bộ nguồn khác.
bạn này không sử dụng bộ nguồn kết nối sau này, bạn phải rút ra, không sử dụng điện lưới, bạn phải bỏ điện lưới ra, thì bộ nguồn vẫn hoạt động bình thường. Bạn phải tắt đi này, bật lên này, bạn thấy trên bộ nguồn đã xuất hiện dòng điện, chúng ta có thể điều chỉnh phụ thuộc, bạn thể điều khiển cái này. Nguyên tắc khi mà tắt máy thì cái này bạn phải dùng hai lần thì mới có thể hoạt động được, tại vì lần đầu tiên khi mà tắt máy thì cái bộ này sẽ tắt theo, và khi mình phát tín hiệu đầu tiên thì bộ này sẽ khởi động, phát lần thứ hai bắt đầu bộ này sẽ hoạt động rất là nhẹ nhàng, máy chạy rất là ổn định. Đấy, bộ nguồn này không cần điện vẫn có thể chạy được máy, có thể chạy bình thường, hoạt động bình thường, bộ nguồn rất là mát. Nếu trong trường hợp mất điện thì bộ nguồn này có thể sử dụng với những máy mà cuốn dòng điện nhỏ, thì có thể sử dụng liên tục để trong vòng 4 tiếng, chạy 4 tiếng. Đấy, nếu trường hợp bạn không thích thế này bạn vẫn có thể sử dụng được, không khác gì những máy thông thường, không khác bộ nguồn thông thường. Và đặc biệt là bộ nguồn này với cường độ dòng điện mà cổng ra lên đến 1,5 mA thì có thể đủ sức để chạy tất cả những loại máy mà 14 pin hay 12 pin mà theo các bạn mà vẫn nói là 14 pin hay 12 pin là những máy cơ, có thể tương ứng với bộ nguồn cơ thông thường. Đấy, khi không dùng bạn phải tắt đi. Đấy, bạn bật lên. Đấy, lần đầu tiên thì bạn có thể kiểm tra này, lần đầu tiên thì bạn tắt đi, bạn dặn một cái máy chưa chạy khởi động, dặn tiếp cái thứ hai bắt đầu chạy, để tắt. Nó chế độ tắt rất là thông minh nên pin rất là lâu hết điện. Khi pin hết điện thì bạn phải mua quả pin ở thị trường rất là nhiều với giá khoảng 10.000 đồng bạn thay vào, nó hoạt động bình thường. Pin này có thể sạc được, pin này có thể sạc được như tất cả những loại pin thông thường. Bạn phải tháo ra, bạn thể tháo pin ra này. Đấy, bạn thể sạc của pin này, nó có những loại máy sạc riêng riêng.